Việt Nam 13/13 rút ngắn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa ra quyết định kỷ luật, hình thức khiển trách đối với ông Lê Tấn Hùng, thành viên không chuyên trách hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Ông Hùng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có hành vi vi phạm về nguyên tắc kế toán được quy định tại khoản 4, điều 6 Luật Kế toán năm 2003 và đề nghị của Hội đồng kỷ luật người quản lý doanh nghiệp. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong cũng ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thúy, kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Được biết, khoản 4, điều 6 Luật Kế toán năm 2003 quy định về yêu cầu kế toán phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Theo thanh